năm cách để giúp đỡ một người bạn đang đau khổ. Những cử chỉ đơn giản này rất có hiệu quả để giúp đỡ một người nào đó đang đau buồn. Hai năm trước, tôi bị sẻ thai muộn. Sự mất mát này làm tôi suy sụp và trong một thời gian dài tôi đã không biết làm thế nào để thoát khỏi tình trạng ấy. Thế giới và mọi thứ trong đó thật là khác biệt. Cuộc sống của tôi bị đảo lộn trong khi phần còn lại của thế giới vẫn tiếp tục như bình thường khi ai đó hỏi tôi rằng họ có thể làm gì để giúp tôi tôi chỉ biết lắc đầu không gì có thể mang con gái tôi trở lại không gì có thể khắc phục điều này hoặc làm cho tôi cảm thấy tốt hơn tôi không thể yêu cầu sự giúp đỡ vì tôi không biết bắt đầu từ đâu nỗi đau đã làm cho mọi người khó gần gũi với tôi nó làm cho mọi người cảm thấy không thoải mái nhiều người muốn giúp đỡ nhưng không biết phải nói gì và họ sợ sẽ làm hay nói điều gì đó sai sự băn khoăn lo lắng của chúng ta thường bị che giấu hoặc bị gạt đi vì chúng ta không biết cách nào để giúp đỡ người khác chúng ta chỉ có thể nói một cách mơ hồ hãy cho tôi biết nếu bạn cần bất cứ điều gì với mong ước rằng chúng ta có thể làm được nhiều hơn nhưng không biết phải làm gì dưới đây là năm điều mà tôi thấy thật sự hữu ích vào một trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời tôi một nhất điện thoại lên khi một người bạn đang đau khổ hãy gọi điện thoại cho họ và lắng nghe nếu họ không có gì để nói hãy cho họ biết rằng bạn yêu họ hãy nói ra những điều hiển nhiên những gì họ đang trải qua thì rất khó khăn hãy cho họ biết rằng đó là chuyện bình thường khi họ cảm thấy không ổn và bạn sẽ cùng ở với họ vào cả những lúc vui cũng như lúc buồn hãy đảm bảo với họ rằng bạn sẽ sớm gọi lại và bạn nhớ thực hiện điều đó đừng đưa ra lời khuyên về cách vượt qua nỗi đau hoặc nói những lời sáo rỗng không có một tiến trình nào cho nỗi đau cả đừng nói rằng bạn biết những gì họ đang trải qua ngay cả khi bạn đã trải qua một điều gì đó tương tự trải nghiệm của cả hai đều là duy nhất và không thể giống nhau như chính bản thân các bạn vậy tránh đưa ra những lời khuyên kiểu như là một giải pháp áp dụng chung cho tất cả mọi người hai chấp nhận cảm xúc của họ cảm xúc của họ có thể tệ hại và không thoải mái một trong những điều tốt nhất mà bạn có thể làm để hỗ trợ bạn mình là chấp nhận cảm xúc của họ mà không phán xét hãy cho họ biết rằng bất cứ điều gì họ đang cảm thấy đều ổn đừng hỏi tại sao họ cảm thấy như thế nếu đó là một ngày hân hoan hãy vui mừng với họ. Nếu đó là một ngày tồi tệ, hãy là một người bạn tăng giao để họ trút bầu tâm sự hoặc một bờ vai để họ tựa vào. 3. Đừng hỏi, hãy đề nghị. Bạn có thể đem cho bạn mình một bữa tối. Bạn có thể trông trẻ, giúp việc nhà hay chạy việc vặt. Nếu bạn có ít thời gian, hãy đem một giỏ đồ ăn đầy món nướng, thiệp và rượu vang cho dù sự đóng góp có nhỏ như thế nào đi nữa, nó vẫn sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với người nhận nó. Hãy cho họ biết những gì bạn có thể làm và khi nào bạn có thể làm điều đó. Nếu họ thật sự không cần sự giúp đỡ, họ sẽ nói với bạn. 4. Giúp họ sao lãng. Họ có thể không muốn nói về nỗi lòng của họ, họ có thể không muốn khóc hay la hét hoặc trút giận đôi khi điều tốt nhất mà bạn có thể làm là đem đến một khung cảnh mới hay một sự chuyển hướng đưa cho họ một cuốn sách hay bộ phim tuyệt hay tặng cho họ thẻ quà tặng của cửa hàng họ yêu thích và đề nghị đưa họ ra ngoài mua sắm đi ra ngoài ăn tối xem một bộ phim hoặc đi đến một bảo tàng dẫn họ đi xem một vở kịch hoặc opera tìm hiểu những gì họ thích làm và tạo điều kiện cho họ làm điều đó 5. Duy trì sự liên lạc Có lẽ điều quan trọng nhất mà bạn có thể làm cho một người bạn đang cần sự giúp đỡ là giữ liên lạc. Ta rất dễ bị cuốn vào công việc, rồi sau đó quên mất, vì bận rộn với lịch trình dày đặc của riêng mình. Khi bạn lên kế hoạch, hãy nhớ bao gồm cả kế hoạch cho người bạn đó. Thỉnh thoảng, hãy đem bữa tối cho họ, nhắn tin, email hoặc gọi điện thoại. Đem đến một món quà hoặc ghé qua uống cà phê và trò chuyện với họ. Là một cái gì nho nhỏ để họ biết rằng bạn đang nghĩ về họ. Ngoài ra, nếu bạn nhìn thấy họ nơi công cộng, hãy chào đón họ một cách nồng ấm. Nếu bạn không biết nói gì trong khoảnh khắc đó, chỉ cần ôm họ. Hãy đã là người thì có nghĩa là tất cả chúng ta sẽ có lúc phải nếm trải nỗi đau. Khi đó, điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho nhau là đem đến sự kết nối, tình yêu và chấp nhận. Bạn không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần một chút thôi cũng là đủ rồi. Tình bạn trong đời Dù đã sẵn sàng hay còn chưa chuẩn bị, nhưng rồi một ngày kia, chúng ta cũng phải chia tay thế giới này. Sẽ chẳng còn ánh mặt trời chối chang chào đón, sẽ chẳng còn một ngày mới bắt đầu bằng giọt nắng trong vắt của buổi bình minh. Sẽ không còn nữa những ngày xuân hiền hòa ấm áp tiền bạc danh vọng quyền lực tất cả với ta cuối cùng cũng sẽ trở thành vô nghĩa còn ý nghĩa chăng là những gì ta tạo ra đối với thế giới này vậy điều gì là thực sự quan trọng lưu lại dấu ấn của ta trong cuộc sống quan trọng không phải là thứ bạn mang theo bên mình mà là những gì bạn đã chân thành đóng góp cho tha nhân quan trọng không phải là những thứ bạn nhận được mà là những gì bạn đã cho đi quan trọng không phải là những thành công bạn đã có được trong cuộc đời mà là ý nghĩa thanh cao của chúng quan trọng không phải là những thứ bạn học được mà là những gì bạn đã truyền lại cho người khác quan trọng không còn là năng lực của bạn mà chính là tính cách là những gì mà bạn đã cư xử với mọi người xung quanh quan trọng là những khoảnh khắc cử chỉ thái độ mà bạn đã vô tình hay cố ý khắc ghi trong lòng người khác khi cùng chia sẻ với họ những lo âu, phiền muộn. Khi bạn an ủi và làm yên lòng họ bằng cách riêng nào đó của mình, hay chỉ đơn giản là một nụ cười hoan hỷ hay một cái nắm tay đỡ cho một người khỏi ngã. Quan trọng không chỉ là những ký ức mà phải là ký ức về những người đã yêu thương bạn. Quan trọng đâu chỉ là bạn sẽ được mọi người nhớ đến trong bao lâu, mà là họ nhớ gì về bạn, tốt hay xấu, quan trọng không phải là bạn quen biết thật nhiều người mà là bao nhiêu người sẽ đau xót khi mất bạn trong đời. Vậy thì bạn ơi, hãy nhìn cuộc sống bằng ánh mắt yêu thương và hiểu biết, bởi vì chỉ có tình yêu thương, sự hiểu biết mới đem lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống bạn à. 14 điều tâm niệm. 1. Đáng khâm phục nhất của đời người là đứng dậy sau khi ngã. 2 tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe. 3. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. 4. An ủi lớn nhất của đời người là làm phúc, bố thí. 5. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. 6. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. 7. Tội lỗi lớn nhất của đời người là lừa mình dối người. 8. Bi ai nhất của đời người là ghen tị 9. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết 10. Đau thương nhất của đời người là tự ti 11. Món nợ lớn nhất của đời người là nợ tình cảm 12. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng 13. Sai lầm lớn nhất của đời người là tự đánh mất mình 14. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Vì cuộc đời hãy. Cuộc đời là một cơ may hãy chớp lấy. Cuộc đời là hương sắc hãy ngắm nhìn. Cuộc đời là chân phước hãy tận hưởng. Cuộc đời là một giấc mơ hãy biến thành hiện thực. Cuộc đời là một thách thức hãy biết đối đầu. Cuộc đời là một bổn phận hãy hoàn thành đời là một cuộc chơi, hãy vào cuộc. Cuộc đời là quý giá, hãy nâng niu. Cuộc đời vô vàng của báo, hãy giữ gìn. Cuộc đời là tình yêu, hãy vui hưởng. Cuộc đời là một bí ẩn, hãy khám phá. Cuộc đời là ước hẹn, hãy thực hiện lời hứa. Cuộc đời là u sầu, hãy vượt qua. Cuộc đời là một khúc ca, hãy hát lên.